Kính chào quý vị và các bạn. Ban đầu mối quan hệ của một cặp đôi xuất phát từ mối quan hệ mẹ nuôi và con trai nuôi. Bỗng một ngày, người mẹ nuôi lại say đắm cậu con trai nuôi và họ đã lao vào nhau bất chấp tai tiếng ở đời. Nhưng sau khi bạn gái là mẹ nuôi chủ động đòi kết thúc quan hệ, thì cậu con trai nuôi đã lồng lộn lên như một con quỷ dữ, trở thành thủ phạm chính trong một vụ kỳ cục án làm chấn động cả nước. Đạt cũng như nhiều chàng trai tha hương khác, đều mong muốn sẽ làm lụng, tích cóp, kiếm lương vốn để sau này xây dựng gia đình, phát triển kinh tế. Nhưng mọi việc có lẽ sẽ diễn ra giống như mong đợi của Đạt, nếu cái ngày có thể nói là định mệnh đó không đến. Vì có dáng người cao to nên Đạt được chọn vào đội thi đấu bóng chuyền của xã. Trong một lần đánh giải, Đạt đã bị chấn thương ở chân và phải nằm ở nhà điều trị. Lúc này chị Hát, nạn nhân sau này, đang là phó chủ tịch hội phụ nữ thôn, đã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên Đạt. Lâu dần hai người còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Theo như Đạt kể thì lúc đầu còn xưng hô là cô và cháu. Sau này Hát bảo Đạt xưng với nhau bằng mẹ con cho tình cảm, vì Đạt nhỏ hơn Hát đến gần 20 tuổi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu tục ngữ mà dân gian lâu nay vẫn hay truyền tụng quả thật chính xác đối với sự gần gũi, thân thiết đến quá mức của một thanh niên mới lớn và một phụ nữ đang tuổi hồi xuân. Vào đầu năm 2013, Đạt có việc phải về quê một tháng trời. Sau khi trở lại Tuy Đức tìm gặp mẹ, và chính mẹ đã chủ động mời gọi hắn lao vào trò chơi phi công trẻ lái máy bay bà già. Với người phụ nữ đã có con bằng tuổi của Đạt, kể từ đây, hai người lao vào với nhau như con thiêu thân, mặc dù biết rằng kết cục của cuộc tình này cũng chẳng khác gì, chuồn chuồn, lúc đậu, lúc bay. Cần phải nói thêm, trước khi bắt đầu mối quan hệ bất chính này, Hát đã có một gia đình thật sự hạnh phúc và là mơ ước đối với nhiều người. Kinh tế gia đình khá giả, chồng là một sĩ quan quân đội, con đầu hiện đang là một sinh viên đại học. Cũng có lẽ vì sợ mất đi mái ấm hạnh phúc đó mà sau khi bắt đầu quan hệ ngoài luồng với Đạt một năm, Hát đã chủ động đòi kết thúc. Gã Trang đang tuổi đực điền, với sức lực sung mãn khi nghe bạn gái đòi chia tay thì lồng lộn lên như một con quỷ dữ. Sau nhiều lần năn nỉ níu kéo không được, Vi Văn Đạt đã chuyển sang đe dọa sẽ hoành hung hoặc lấy mạng chị Hát nếu không tiếp tục làm bạn tình của nhau nữa. Một phần vì lo sợ hạnh phúc tan vỡ nếu mọi chuyện bại lộ, mặt khác, sợ một kẻ khát tình cuồng yêu như Đạt sẽ sẵn sàng làm những việc mà hắn đã nói, chứ không chỉ là đe dọa suông, nên trong nhiều tháng liền, chị Hát đã phải miễn cưỡng trở thành nô lệ truyền ân ái cho Đạt. Thấy người tình dễ dàng bị điều khiển, Đạt còn đợi chị Hát cho hắn dọn về ở một ngôi nhà ngoài giấy mà chị để làm tiện việc sinh hoạt. Nếu không, hắn sẽ đem mọi chuyện ra bán sỉ cho bản dân thiên hạ biết. Tình thế bắt buộc chị Hát đành phải nói dối chồng rằng xin cho Đạt về ở để tiện việc trông nom vườn giấy của nhà. Khi muốn gì được đấy, Đạt đã liên tiếp nhắn tin, đe dọa đòi chị Hát phải liên tục phục vụ hắn. Có ngày theo hắn kể là từ 4 đến 5 lần. Vì quá mệt mỏi, lo sợ trước kẻ hung bạo như Đạt và biết rằng việc này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu cứ giấu giếm, nên chị Hát đã quyết định nói rõ mọi việc cho chồng mình biết. Người đàn ông rộng lượng này đã tha thứ cho những lỗi lầm của chị Hát và cùng vợ tìm cách nói chuyện với Đạt, với mong muốn hắn sẽ chấm dứt mọi chuyện trong yên lặng để bảo vệ hạnh phúc cũng như danh giá gia đình. Tuy nhiên, trước những lời nói từ tốn của khổ chủ, Vi Văn Đạt không những không nghe mà còn hành hung, rồi dùng hung khí đuổi anh chồng chị Hát. Sau khi chồng chị Hát bỏ chạy, hắn trở lại và bắt chị Hát phải phục vụ hắn thêm một lần nữa ngay tại trong chòi giấy, rồi mới cho về nhà. Vì quá bức xúc trước hành động côn đồ ngang ngược của Đạt và không thể để gia đình Vi Văn Đạt tiếp tục phá hoại, vợ chồng chị Hát đã báo sự việc đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tuy Đức để nhờ can thiệp. Đến ngày 26 tháng 7, khi Đạt nhắn tin ép cho chị Hát quan hệ, nếu không hắn sẽ sát hại cả nhà chị. Khi hắn đang thực hiện hành vi đổi bại đối với chị Hát tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Bức So, huyện Tuy Đức thì lực lượng công an bắt giữ. Thưa quý vị, đó dường như là một thảm kịch từ chính sự mèo mả gà đồng. Câu chuyện sau đây còn cám cảnh hơn về mẹ nuôi. Cặp bồ với đứa con mất nết đã trở thành bia miệng thế gian, lan truyền khắp một con phố nằm giữa trung tâm thủ đô.
lang thang cầu bơ cầu bất lên Hà Nội làm đủ nghề, từ đánh giày đến chạy bàn thuê. Việc đồng cô bỗng chốc đổi đời khi bị Minh nhận làm con nuôi và tạo điều kiện mở một gian hàng bán hoa quả ngay cạnh quán bún phở của mình trong phố cổ. Cuộc đời Viện thay đổi từ đó. Hàng ngày dân phố cổ vẫn chứng kiến cảnh mẹ con Viện tíu tít bên cửa hàng ăn uống. Viện luôn sang sái giúp mẹ nuôi phục vụ khách. Thấy bà giúp việc lề mề, chẳng ngại ngần, anh con nuôi sang sái lao vào rửa ngay chổng bát dơ chỏng trơ để mẹ nuôi được rảnh tay. Mọi người cùng phố thấy hắn người tốt nên việc ai cũng khen chị Minh tốt số, không mất công mang nặng đẻ nau, tự nhiên có anh con nuôi đỡ đần cho bao nhiêu việc. Mọi chuyện bắt đầu từ việc nghĩ là hắn là đồng cô nên chị Minh rất đồn hồn nhiên trong mọi nếp sinh hoạt với cậu con nuôi. Những lần như thế trong đầu chị Minh chẳng mảy may nghĩ ngợi gì. Cũng có lần chị sượng sùng định quát cho đứa con nuôi một trận lôi đình. Nhưng chợt thấy thương khi gầy hắn thì lúi húi, với cái chổi phất trần, khi thì cầm rẻ lau nhà cần mẫn dọn dẹp nhà cửa. Ngay cả chồng chị Minh là anh Hiền cùng cậu con trai đang theo học lớp 7 cũng chẳng may nghi ngờ về giới tính của Viện. Vì trong sinh hoạt hàng ngày, anh chàng này luôn thể hiện là người bóng lộ. Hơn nữa với công việc làm kỹ sư xây dựng, trong ngày anh Hiển đi làm từ sáng đến tối, có những hôm đi biển Việt công tác mấy tháng trời. Cậu con trai thì sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về nên chả mấy ai có mặt ở nhà để ý đến chuyện rình mò của hắn. Một thời gian dài như thế, hắn ngụy trang cho việc vụng trộm của mình rất khéo léo bằng việc thi thoảng lại quẩy gánh hàng hoa quả đi bán dạo để hẹn hò chị Minh trong một nhà nghỉ ven đê sông Hồng. Cái chuyện loạn luân chẳng ai phát hiện, cho đến khi tình cờ lọt vào mắt một tay chơi có hạng cùng phố. Tay chơi nhìn thấy hắn vào nhà nghỉ ở Bồ Đề, Gia Lâm, đã không tin vào mắt mình nên tò mò theo dõi. Và anh ta không thể tin được khi thấy đối tác của hắn lại chính là bà mẹ nuôi, cũng hối hả bịt khẩu trang, tay trong tay đi vào phòng nghỉ cùng tay đồng cô ngay sau đó. Không phải nói ra, ai cũng hiểu câu chuyện Viện đồng cô biết hưởng thụ đã trở nên râm ran khắp khu phố từ mồm tay chơi này. Ban đầu nghe phong thanh câu chuyện, anh Hiền chỉ cười xòa, nghĩ rằng mình tự nhiên cưu mang một đứa cầu bơ cầu bất. Nhưng Viện trong hàng trăm đứa trẻ như thế ở phố cổ, nên những kẻ ghen tị đã đặt điều đâm đặt. Nghĩ vậy nên anh đã bỏ ngoài tai những lời xì xào dị nghị. Nhưng cứ như thể chuyện Tăng Sâm sát hại người, một người nói còn không tin, nhưng cả phố khẳng định thì lòng tin của anh Hiền với vợ cũng bị lung lay. Bỗng nhiên trở thành người bị cắm sừng, anh Hiền chẳng còn mặt mũi nào ra đường gặp ai. Đi đâu bước chân ra ngoài đường anh cũng gặp ánh mắt khinh kỵ của hết thảy người hàng phố. Anh đã thuê thám tử bí mật theo dõi đôi gian phu dâm phụ này. Mất nửa tháng ròng với khoản tiền chi ra không nhỏ. Một buổi chiều, người thám tử tư vốn chẳng thân quen gì, ái ngại điện thoại mời anh đi uống cà phê, chỉ để nói chuyện và đưa ra những bức ảnh phòng the và những đoạn băng ghi âm bí mật của đôi nhân tình. Khi chồng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, quá xấu hổ, chị Minh và Viện đã chạy trốn chồng con, đi thuê một nhà trọ ven đô để sinh sống. Cặp đôi giả nhân ngãi non vợ chồng, tìm cách chạy trốn cũng không thoát khỏi cái nhìn khinh khỉ của những người hàng xóm xung quanh. Dù sống chui lủi ở cái nơi tưởng chừng chẳng ai biết đến mình thay đổi cách xưng hô, nhưng cứ nhìn đôi đũa lệch ra ra vào vào thậm thuộc suốt ngày trong căn phòng trọ chưa đến chục thước vuông là lại xuất hiện những lời đàm tiếu. Ở nơi mới, Viện ban đầu tỏ ra tốt bụng khi ngày ngày quẩy gánh hàng hoa quả, vàng hương đi dong các phố bán lẻ để mẹ nuôi ở nhà cơm nước. Còn mẹ nuôi cả tháng trời trốn trong nhà, chẳng dám ra nhìn ai ngoài đường. Và trong thâm tâm, chị Minh vẫn muốn quay về với cuộc sống thực của mình. Và cũng chỉ được một thời gian ngắn, chị Minh bị Viện chê là đá để đi theo những cô trẻ đẹp hơn. Hóa ra trong những lần đi bán hàng tại các điểm hành nghề mê tín dị đoan, sẵn cái miệng dẻo như kẹo, cùng điệu bộ ái nam ái nữ, Viện kiêm luôn nghề xem bói dạo. Uy tín nghề nghiệp ngày càng dâng cao, Viện biến luôn căn phòng trọ thành nơi hành nghề. Khách hàng của Viện toàn bà xôn xôn, những ả ca ve, những cô gái lỡ thì, đến nói toàn những chuyện liên quan đến tình duyên, lô đề. Trong số những khách hàng đó, hắn đã nhanh tay đưa vào nhà nghỉ mây mưa. Sau khi buông những lời đường mật mê hoặc, sự có mặt của khối cô người tình già rõ là ảnh hưởng đến đường công danh sự nghiệp của hắn. Nên trong một ngày chẳng nắng chẳng mưa, hắn đã lạnh lùng đuổi mẹ nuôi ra khỏi nhà trong một cơn vờ như bốc đồng. Không còn đường sinh sống, chị Minh đã quay về xin chồng tha thứ.
Dù lòng vị tha và nếp gia đình đã làm anh Hiển xuôi lòng, nhưng vẫn còn đó danh dự và sĩ diện của người đàn ông. Dù sau này anh Hiển chấp nhận bán nhà phố cổ, mua nhà ở nơi khác để tránh dị nghị, nhưng cuộc sống gia đình của họ vẫn quẩn quanh chỉ một chữ nợ hơn là một chữ tình. Anh ấy lý do bỏ đi biển Việt để trốn chạy quá khứ, còn đứa con lớn ngày càng trưởng thành không chấp nhận. Chuyện lỡ làng của mẹ chị Minh nên đã bất lực trong chuyện dạy dỗ con. Thưa quý vị, những vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang trong mối quan hệ ngoài luồng. Trái với đạo đức nên biết dừng lại ngay, nếu không sẽ nhận những hậu quả thích đáng. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.